các bạn ngồi xuống nào. Em ơi, lớp chúng mình hôm nay rất là vinh dự được đón rất là nhiều các thầy cô giáo đến thăm lớp từ hai tiết học sáng hôm nay của lớp chúng mình. Cô mong rằng cả lớp chúng mình nhá sôi nổi trong giờ học này, nói to rõ ràng và cố gắng nhá. Các bạn ơi, nghe cô hỏi này. Hôm nay cô và em nhé sẽ cùng tìm hiểu dấu hiệu thời tiết trời nắng trời mưa như thế nào nhé. Giờ tự nhiên xã hội hôm nay cô và các em sẽ đi tìm hiểu bài hiện tượng thời tiết. Em ơi, các em ơi, hôm nay mình ra ngoài sân khấu ngồi, các em quan sát bầu trời cho cô và cho cô biết bầu trời hôm nay như thế nào nào. Ai biết? Tay đâu? Nào, nào cô mời Huy nào. Bầu trời hôm nay như thế nào? Trời hôm nay rất là trong xanh, tươi mát và rất là dễ chịu. Rồi, cô cảm ơn bạn Huy. Bạn nào phát biểu có thấy bầu trời hôm nay như thế nào? Cô mời Bảo Anh. Hôm nay con nhìn thấy bầu trời nắng không mưa. À, nắng không mưa rất giỏi. Ai phát hiện ra điều gì nữa nào? Ai muốn phát biểu nào? Nào, nhấc nhấc tay nó hết rồi. Các bạn mạnh dạn lên nào. Cô mời Huy nào. Trời rất là đẹp, con thấy những đám mây trên bầu trời nào vậy? Con nhìn lên xem, đám mây nào? Mây trắng hay mây đen hay mây hồng con nhìn à, nhiều mây trắng, như nào? Nào vậy các bạn ơi, bạn Huy để bạn Bảo Anh, để bạn Huy, bạn hai bạn Huy đang nói là hôm nay bầu trời rất là dễ chịu này, có mây trắng này, nhỉ? Vậy bạn nào cho con biết những cái dấu hiệu như thế thì cho chúng mình biết hôm nay trời nắng hay trời mưa? Nào, ai trả lời? Nào, cô mời Hưng nào. Theo con là hôm nay trời nắng hay trời mưa? Dựa vào dấu hiệu các bạn muốn nêu. À, hôm nay trời nắng. Ai có ý kiến nào với gặp nào? Cô mời con nào. À, trời nắng. Như nào? Đúng rồi các em ạ, hôm nay bắt đầu là hôm qua là trời mưa đúng không? Nhưng mà trời nắng em thấy là trời bắt đầu hửng dần, nghĩa là bầu trời bắt đầu gì? À, trong xanh đúng như nào? Nào và cô lại đố ai biết nhé, đố ai giỏi biết là các bạn bạn nào có thể nghĩ lại cho cô xem những hôm trời mưa các bạn thấy dấu hiệu của trời mưa là những dấu hiệu nào? Nào cô mời chín đấy. Con thưa cô. Nếu mà trời mưa thì con thường thấy cái dấu hiệu nào? Con thấy cây rung à. Cây rung là khi lúc nào vậy? Khi mưa, trời gió. À, trời có gió, trời mưa con nhìn thấy gì vậy? Mây đen. À, mây đen rất giỏi. Nào, còn ai phát hiện ra dấu hiệu trời mưa như thế nào đây nào? Nào, cô mời Lan Phương. Con nói to. Con thưa cô ạ. Có mây đen là gì nữa nhỉ? Có mây đen. Có mưa. À, có mưa rất giỏi nào. Ai còn phát hiện ra điều gì nữa ngoài mây đen, ngoài mưa còn gì nữa nào? Cô mời Vinh. Con thưa cô là ướt. À, bị ướt như nào? Có tiếng gì không nhỉ? Ví dụ trời mưa to có tiếng gì nổ đùng đoàng cái nhỉ? Cô mời Huy phát biểu này. Con thưa cô và các bạn, có tiếng này tiếng sấm. À, tiếng sấm nhỉ? Thậm chí còn hôm nào mưa to, giông bão là còn có chớp giật đùng đùng như nào? Vậy hôm nay cô thấy ở lớp mình đã biết được các dấu hiệu trời nắng, dấu hiệu của trời mưa rồi. Nào, vậy bạn nào cho cô biết là khi mà các em đi học hoặc là khi bố mẹ đi làm hoặc là buổi tối ở nhà, các em quan sát, các em thấy là dựa vào đâu mà bố mẹ thường biết là à ngày mai nắng ngày kia mưa? Nào, bạn nào giỏi nào, bạn nào biết cô mời đây. Con thưa cô và các bạn dựa vào ngày báo ngày tiên ạ. À, rất giỏi, ở lớp trưởng của bạn Linh Đan, một tràng vỗ tay thật lớn cho cô. Thế nào, bạn nào đã phát hiện ra là bố mẹ các bạn ấy thường xem hôm nay trời nắng ngày mai trời nắng hay trời mưa dựa vào dự báo thời tiết như nào trên VTV1 hàng ngày các bạn vẫn hay cùng bố mẹ hoặc là ông bà thường xem. Ngoài ra có thể biết qua những cái dự báo thời tiết qua đâu nữa, bạn nào biết? Nào, ai biết? Ai không biết? Nào, ai biết? Nào, bạn nào biết? Nào, cô mời biết. Ngoài xem TV ra còn có thể dự báo thời tiết thì có thể xem ở trên đâu nữa nhỉ? Điện thoại. Ngoài trên điện thoại rất giỏi. Như nào? Đúng rồi đấy các em ạ. À, cô thấy lớp mình hôm nay rất là giỏi, các em đã biết được dấu hiệu của trời nắng, dấu hiệu của trời mưa, đã biết được là gì? À, xem dự báo thời tiết trên TV, trên điện thoại vân vân. Như nào? Vậy bạn nào cho cô biết là xem dự báo thời tiết để làm gì? Nào, ai biết? Nào, cô mời Huy.
cô và các bạn xem đợi báo đài Tết để biết được ngày mai nắng hay ngày mai mưa, để mình còn biết mặc áo để đi học ạ. Quá xuất sắc, cả lớp lại thưởng với bạn Huy một tràng pháo tay thật lớn cho cô. Giỏi quá đúng không? Bạn ấy biết là để xem dự báo thời tiết này, như tuổi nhỏ chúng mình đi học là để biết mặc quần áo sao cho phù hợp như thế nào. Trời nắng thì các bạn mặc nào, trời mưa thì mặc như nào, và trời thì râm mát thì mặc như thế nào, để mình đảm bảo sức khỏe như thế nào. Ví dụ mà cô ví dụ nhé, bây giờ hôm nay trời nắng nóng cũng như thế nào, ngồi toát mồ hôi ra cô được khoác áo bông có được không? Có được không? Tại sao lại không được? Bạn nào giải thích được? Tại sao nhỉ? Tại sao cô lại không mặc áo bông được? Nè, cô mời bảo anh. Theo như con. Con thưa cô, bởi vì trời nắng, mặc áo lông là nóng ạ. À, nóng như nào? Đúng rồi các em nhé. Các em nhớ là mình phải theo dõi dự báo thời tiết là thường xuyên, hoặc là các bạn có thể tham khảo bố mẹ để biết được là hôm nay trời nắng, trời mưa. Cầm ô hoặc là mình có thể dùng áo mưa đi đường để phòng tránh những lúc mà mưa đột xuất như là bất ngờ, để bảo đảm sức khỏe. Với lại khi mà các bạn nhớ là mặc quần áo phù hợp với mùa. Ví dụ mà trời mà nóng thì cô lại mặc áo lông hay áo bông chẳng hạn như nào, thì toát mồ hôi ra, cái mồ hôi ngấm vào người có thể gây ốm cũng như là rất là nguy hiểm nhé các bạn nhé. Vậy dựa vào các dấu hiệu mà các em và cô vừa tìm hiểu về trời nắng, trời mưa, dựa vào kỹ năng hàng ngày và dựa vào cái trí tưởng tượng của mình. Đấy, hôm nay cô và các em sẽ đi làm cái bảng thời tiết nhé, theo trí tưởng tượng của các em, theo sự hỗ trợ của cô giáo, của bố mẹ. Các em đã được thảo luận trao đổi với bố mẹ ở nhà rồi, cô giáo này, bố mẹ các em này và các em này đã chuẩn bị cho các em một số đồ dùng sẵn cũng như nào, để giờ học hôm nay cô và các em sẽ thỏa sức đi nhé, làm cái bảng bảng thời tiết nhé. Các em sẽ đây cô đã chuẩn bị mỗi một nhóm là chia ra rồi theo cái sự giao nhiệm vụ về nhà. Bây giờ tổ trưởng, các nhóm trưởng nhóm trước cô đã phân rồi, các bạn lên đây nhận đồ này. Nhóm trưởng đâu? Một người thôi nào, bạn nào nhóm trưởng lên đây. Nhanh Huy, Thảo Ngân, Chí nào, cô mời bạn gì nhỉ, bạn gì nhóm đây, có thể cầm hết cả đồ mình nhất đây. Em thảo luận với nhau nhé, xem mình làm cái bảng thời tiết của mình là trời nắng hay trời mưa. Và trong cái bảng thời tiết thì cần những cái đồ dùng gì, các bạn phân công nhau làm cho cô nhé. Các em có thể chuẩn sử dụng sẵn những cái đồ mà các cô đã chuẩn, là bố mẹ các cô đã chuẩn bị và thông cho các bạn đi. Con này ngồi xuống nhé, ngồi xuống này. Còn là các em có thể cắt, xé, dán, vẽ, tùy các em nhé. Đây, các em lấy đồ dùng đây. Hạt nắng, hạt
nhóm mình ra. Các em trình bày sản phẩm của nhóm. Các bạn nghe nhá. Các bạn cứ lên đây nào. Sản phẩm của nhóm bạn Huy đây. Trời nắng có màu cam.
Yeah.
rồi các em vừa nghe 6 nhóm trình bày ý tưởng cũng như là sản phẩm của mình rồi. Sau khi các bạn đã hoàn thành, có ai muốn hỏi nhóm nào không? Có ai muốn hỏi sản phẩm của nhóm nào không? Các bạn thấy thích sản phẩm của nhóm nào nhất? Nhà Chí nè, có thích sản phẩm của nhóm nào nhất? À, một nhóm bạn bạn Huy đúng như nào? Làm Chí thì chơi nhóm sản phẩm của nhóm bạn Huy. Huy có thấy vui không con? Có thấy vui không? Thì có nhóm khác thích sản phẩm của nhóm mình. Đó, phải ăn con ngồi xuống. Nào, có mời Minh Phương, Lâm, Lâm Phương có thích sản phẩm của nhóm nào? Có thích sản phẩm của nhóm nào? Thích sản phẩm của nhóm nào đẹp? Nhóm nào đẹp? Còn nhóm nào con nhỉ? À, còn nhóm bạn Thư rồi, ok, chỗ này. Tôi thấy là tất cả các sản phẩm của nhóm, 6 nhóm đều đẹp. Như nào? Nhất là nhóm quản trí rất là sáng tạo. Như nào? Và cô khen lớp mình là nhiều bạn tự giác này. Và khen 6 bạn trong 6 nhóm đại diện lên trình bày rõ ràng, như nào? Tự tin. Đầu năm học mà cô thấy các em như thế là rất là giỏi rồi. Sau đây sự bây giờ cô sẽ nhận xét nha, nhận xét sản phẩm của từng nhóm. Cô sẽ đánh giá nha sản phẩm nha. Về cái phần chuẩn bị của 6 nhóm thì cô thấy là cả 6 nhóm đều có sự chuẩn bị rất là tốt, có cái sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh, cho nên là buổi học hôm nay là các em đầy đủ đồ dùng. Về ý tưởng ấy, tôi thấy là các nhóm đều có ý tưởng rõ ràng, bạn thời tiết trời nắng hay trời mưa rất là rõ ràng, và đặc biệt là khen nhóm bạn Linh Đan có cả trời nắng và có cả trời mưa, như là con trình bày ý tưởng rất là tốt, là sau khi trời mưa mưa tạnh thì con sẽ có mặt trời. Như là cô khen nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 rất ngoan nha. Nào các bạn ơi, chú ý nha, nghe xem nhóm mình được khen đúng nha. Và các bạn lên trình bày ý tưởng là rõ ràng, tự tin. Về sản phẩm thì cô thấy là các nhóm đều có đều hoàn thành sản phẩm của mình và đều chọn các dấu hiệu của trời nắng, trời mưa, biết sắp xếp sản phẩm rõ ràng. Và ngoài ra còn một số nhóm là các em đã có cái sự sáng tạo, sáng để làm thêm được một số cái sản phẩm rất là công nghệ phong phú, cho nên là cô đều đánh giá là 6 nhóm các bạn đều hoàn thành tốt sản phẩm, các bạn đều hoàn thành tốt trong buổi học ngày hôm nay. Và bạn nào có thể phát biểu cho cả lớp xem là trong cái hoạt động ngày hôm nay em thấy là thích nhất ở cái hoạt động nào? Cô mời Bảo Anh, cho con thích nhất hoạt động nào? Con thích nhất hoạt động nào? Hoạt động ngoài trời. À, ngoài trời con được làm những gì nhỉ? Con được làm ông mặt trời với cả đám mây đen với cả trời mưa. Được làm ông mặt trời, làm giảm ông mặt trời được tạo thành cái đám mây đen này để thể hiện là trời mưa, như là con thấy cảnh như là nào. Vậy sau bài học ngày hôm nay nào, các em sẽ làm gì sau bài học ngày hôm nay? Các bạn hiểu về thời tiết rồi, trời nắng trời mưa nào, các bạn sẽ làm gì nào, vận dụng vào cuộc sống như nào? Bạn nào em sẽ làm gì nhỉ, khi đi học mình sẽ làm gì nhỉ? Cái việc xem dự báo thời tiết hàng ngày có quan trọng không? Nào cô mời Huy. À, cái việc xem dự báo thời tiết hàng ngày rất là quan trọng, như là đối với mỗi người, như là để mình biết mặc trang phục cho phù hợp. Và khi mà bố mẹ ông bà mà có dự định đi đâu xa như nào cũng biết mang theo đồ, như trời nắng trời mưa để đi về phòng nhé, để bảo đảm sức khỏe. Sau bài học này cô mong rằng lớp mình nhé, em sẽ tạo thành thói quen cùng bố mẹ ông bà xem dự báo thời tiết hàng ngày để các em nắm được các dấu hiệu của dự báo thời tiết nhé. Em đi học mặc quần áo, trang phục theo mùa hè, hôm trời râm thì mặc như thế nào, những hôm trời nắng thì mặc như thế nào, những hôm trời gió rét, trời lạnh thì mặc như thế nào,
Nào mời các bạn là quan sát vào cây này. Các bạn nhìn cho cô xem cây xung quanh sân trường mình. Các bạn phát hiện ra hiện tượng gì? Cô mời bạn bảo. Con thấy lá cây à, đang xung chuyển, có nghĩa là trời làm sao nhỉ? Trời đang rất mát. Ai có ý kiến khác nữa này? Rất mát. Nào cô mời bạn Chí. Con thấy trời hôm nay sẽ à, đang có gió thổi nhẹ nhẹ cho nên lá cây đưa nhẹ nhàng thế nào. Nếu mà là trời giông bão thì lá cây sẽ gì là thổi xào xạc và rất là mạnh. Bây giờ là gì là trời là gì, lá cây đưa nhẹ nhàng nên gió nhẹ các em nhé. Giờ học đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các thầy cô giáo, cảm ơn các em đã giúp cô hoàn thành các nhiệm vụ. Xin kính chúc các thầy cô giáo một năm học mới thành công, rực rỡ, sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc ạ. Em ơi, em ngồi chỗ cho các cô dẫn về lớp nhé.